Bí mật đằng sau việc phải dùng đến 21 quan tài để chôn cất di thể của Bao Thanh Thiên. Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi hành trình tìm hiểu lịch sử Trung Quốc. Quý vị thân mến, nếu là người yêu thích và thường xuyên theo dõi những bộ phim Trung Quốc, chắc hẳn là quý vị cũng biết đến nhân vật Bao Thanh Thiên đúng không ạ? Ông còn được biết đến với những tên gọi khác như là Bao Công hay là Bao Chừng. Tên tuổi của ông gắn liền với sự thanh liêm, công chính cùng với nhiều giai thoại xử án nghiêm minh, công bằng. Ông được người đời vô cùng yêu quý và được hậu thế đời đời kính trọng nhờ những phẩm chất cao quý cùng tài năng xử án bất phàm. Năm 1062, Bao Thanh Thiên lâm bạo bệnh và qua đời ở tuổi 64. Xung quanh cái chết của Bao Thanh Thiên, hậu thế có lưu truyền nhiều giai thoại, trong đó có giai thoại kỳ lạ kể về việc 21 chiếc quan tài cùng lúc được đưa ra 7 cửa thành Lư Châu và an táng tại những vị trí khác nhau. Vậy tại sao phải dùng đến 21 chiếc áo quan để an táng cho Bao Công và thi hài của ông nằm trong chiếc quan tài nào? Sự thật sẽ được tiết lộ trong video ngày hôm nay. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Trên thực tế, người ta đã phải sử dụng 21 chiếc quan tài khác nhau, cùng lúc đưa ra khỏi 7 công thành và chôn ở những địa điểm khác nhau, với hy vọng là không kẻ địch nào tìm ra mộ thật của Bao Thanh Thiên. Nhắc đến Khai Phong Phủ, hậu thế đều biết tới danh tiếng của vị quan nổi tiếng là Bao Thanh Thiên, Bao Công, tên húy là Bao Chừng, còn được người đời ca tụng là Bao Thanh Thiên. Ông sinh năm 999, quê gốc ở Lư Châu, Hợp Phì, là nhà chính trị kiệt xuất của Tống Triều. Khi còn làm quan, Bao Công nổi tiếng xử án thiết diện vô tư, không sợ quyền uy, không thiên vị người nhà, chấp hành nghiêm minh, là một trong những vị quan liêm chính nhất trong lịch sử Trung Quốc và được con dân trăm họ đời đời yêu kính. Nhớ năm xưa, Bao Chừng từng được nhậm chức tri phủ ở Đoan Châu. Bấy giờ nghi mực Đoan Châu là nổi tiếng nhất. Vậy nhưng suốt quãng thời gian nhậm chức cho tới khi tuyên chuyển công tác, Bao Công thậm chí chưa từng cầm lấy một nghi mực về nhà. Cả cuộc đời làm quan của mình, Bao Thanh Thiên đều coi nỗi khổ của muôn dân trăm họ là việc đại sự. Ông dành tất cả sức lực của mình để diệt trừ quan tham, miễn giảm siêu thuế, một lòng vì dân vì nước. Bất luận là làm quan ở đâu, Bao Thanh Thiên đều xử án công bằng, chưa từng sợ đắc tội cường quyền, cũng chẳng thiên vị hoàng thân quốc thích hay quan gia quyền quý, càng không thể để việc tư xen lẫn vào việc công. Đây cũng chính là lý do khiến ông từng gây thù chuốc oán với không ít kẻ quyền thế. Tới năm 1062, khi đang giữ chức vụ khu mật phó sứ tương đương với tể tướng, Bao Công đột nhiên lâm bạo bệnh và qua đời. Kể từ khi ông lâm bệnh cho tới lúc qua đời, chỉ vẹn vẹn có 13 ngày. Những bất thường xung quanh cái chết này làm dấy lên nhiều nghi ngờ về căn bệnh bất ngờ đã lấy mạng Bao Thanh Thiên. Sau khi Bao Công qua đời, người thân sợ kẻ thù sẽ tìm cách trả thù lên thi thể, xương cốt của ông, nên đã dùng kế sách nhằm tung hỏa mù để đánh lạc hướng. Sự ra đi của Bao Công cũng khiến dân chúng đau buồn không nguôi. Tại vị trí của những ngôi mộ này đều có những người dân thường xuyên cúng bái, thay phiên trông coi. Vậy nhưng, khi quân Kim tràn vào, Hợp Phì bị xâm chiếm, nhưng ngôi mộ giả của Bao Chừng đều ít nhiều bị hư hại, vật tùy táng cũng bị lấy đi. Phải đợi đến mãi sau này, khi hòa bình lặp lại, hậu duệ của nhà họ Bao mới bí mật chuyển quan tài của Bao Công tới an táng gần ngôi mộ của phu nhân Đồng Thị. Sự thật về mộ Bao Thanh Thiên, mộ táng một nơi, người chôn một nẻo. Trước kia hầu hết mọi người đều tin rằng mộ thật của Bao Công nằm tại Tống Lăng, huyện Củng, tỉnh Hà Giang. Nơi đây cũng thường xuyên được nhân dân sùng bái, tu sửa qua các triều đại. Không một ai ngờ rằng ngôi mộ nghi ngút khói hương hàng thế kỷ ấy thực chất lại chỉ là một ngôi mộ giả để đánh lạc hướng người đời. Mộ của Bao Công ngày nay nằm tại nghĩa trang Đại Hưng Tập thuộc ngoại thành ô thành phố Hợp Phì, tỉnh An Huy. Từ năm 1956, phần mộ của vị quan thanh liêm này đã được liệt vào danh sách văn vật trọng điểm được bảo vệ cấp tỉnh. Để tìm được vị trí chính xác của ngôi mộ thật của vị quan thanh liêm nổi tiếng ấy trong quần thể mộ của nhà họ Bao, giới khảo cổ Trung Quốc đã tốn không ít công sức. Chỉ đến khi chính quyền địa phương có chỉ thị di rời mộ thật của Bao Công để phục vụ cho quá trình quy hoạch, hậu thế mới biết được vị trí an táng chính xác của Bao Thanh Thiên. Từ lâu, dân chúng trong vùng đều tin rằng mộ của Bao Công nằm ở vị trí nổi bật nhất trong quần thể các ngôi mộ trong gia tộc họ Tào. Đến khi khai quật quần thể mộ này, các nhà khảo cổ không bắt đầu từ ngôi mộ lớn nhất, mà tiến hành từ ngôi mộ nhỏ lẻ nằm phía ngoài cùng. Ngôi mộ ngoài rìa được cất táng hết sức thô sơ, lại còn nhiều dấu vết lộ ra sự vội vàng trong quá trình chôn cất. Không ngờ rằng tại đây, đội khảo cổ đã phát hiện ra một quan tài
làm bằng gỗ mộc tơ vàng vô cùng quý giá. Chất liệu quan tài đã phần nào nói lên vị thế không tầm thường của chủ nhân ngôi mộ. Nhưng di cốt phía bên trong chỉ có một bộ xương không đầy đủ, cũng không có kèm theo vật tùy táng nào để xác nhận thân phận. Không ngờ rằng, lớp đất phía đầu trên quan tài lại phát hiện ra hai tấm bia đá khắc kín hai mặt, nhưng có một số chỗ bị thiếu so vỡ. Thông qua việc xác định bằng văn tự khắc trên bia đá, các chuyên gia khẳng định một tấm là của Bao Công, một là của Đồng Thị, vị phu nhân thứ hai của ông. Tấm mộ chí của Bao Công đã bị đập vỡ 5 miếng, nhưng khi ghép lại vẫn tương đối hoàn chỉnh. Trên đó có khắc đến gần 3.000 từ về cuộc đời của Bao Trừng, hơn nhiều so với những tư liệu lưu lại trong lịch sử. Để tránh nạn binh lửa và đánh lạc hướng những kẻ trộm mộ, di cốt của Bao Thanh Thiên đã được con cháu trong gia tộc họ Bao di chuyển chôn cất ở một nơi bí mật. Dù phát hiện có hai tấm bia, nhưng nơi đây lại chỉ có một bộ di cốt. Khi cả thế giới khảo cổ đang hoang mang thực sự việc này, thì sự chỉ điểm của một người xuất thân từ gia đình có nhiều đời trông coi nghĩa trang đã giúp họ tìm được hướng khai quật tiếp đó. Công tác khai quật được tiến hành tại ngôi mộ lớn nhất. Đây mới chính xác là nơi hợp táng Bao Công và phu nhân Đồng Thị, với phần địa cung hầm mộ được xây dựng bề thế. Bên trong địa cung chỉ có lưu lại một vài quan tài, hài cốt đã mục hoàn toàn. Bên trên có tìm thấy một góc bia đá vừa khớp với miếng còn thiếu trên bia đá của Đồng Thị. Kết quả giám định sau đó cũng đã cho thấy di cốt lưu lại ở trong quan tài gỗ quý thuộc về ngôi mộ phía ngoài rìa chính xác là của Bao Thanh Thiên. Thì ra trước những cuộc binh biến liên miên không dứt, người trong gia tộc họ Bao đã bí mật chuyển quan tài an táng Bao Công rời khỏi địa cung nguyên táng để chôn tại vị trí bí mật hơn, cũng chính là ngôi mộ nằm lẻ loi phía ngoài rìa nghĩa trang gia tộc. Quý vị thân mến, tất cả những việc làm có phần phức tạp liên quan đến công tác an táng di thể của Bao Công đều nhằm hướng đến một mục đích duy nhất, đó là giúp vị quan họ Bao được yên giấc ngàn thu sau khi đã dành cả cuộc đời để bảo vệ lẽ phải. Và trong cuộc đời của vị quan Thanh Liêm ấy, có hai vụ án mà ông xét xử vẫn luôn khiến hậu thế không khỏi ngưỡng mộ tài năng của ông. Thậm chí, chi tiết dự án còn được dựng thành những bộ phim đặc sắc của Trung Quốc. Vậy đó là kỳ án nào trong lịch sử? Xin mời quý vị cùng quay dòng lịch sử để cùng tìm hiểu ngay sau đây. Đầu tiên là vụ án Trương Lưỡi Bò. Đây chính là vụ án đầu tiên trong cuộc đời làm quan của vị quan Thanh Liêm có tiếng đời vua Tống Nhân Tông. Khi Bao Công mới ra làm quan, nhậm chi huyện Thiên Trường, một hôm có người họ Lý đến công trường. Thưa là tối hôm qua, con bò nhà mình bị kẻ nào đó cắp mất lưỡi sắp chết. Theo luật triều Tống lúc ấy, kẻ tự ý giết bò trâu sẽ bị nghiêm trị vì ảnh hưởng đến sức kéo. Trong tiểu thuyết, Thủy Hử mô tả các hảo hán Lương Sơn vào quán thường kêu mấy cân thịt bò chính là hình thức thể hiện một thái độ xem thường luật pháp đương triều lúc bấy giờ. Dù chỉ là vụ án nhỏ, song ảnh hưởng lớn đến việc sản xuất nông nghiệp. Sau khi hỏi kỹ sự tình, Bao Trừng nhận định đây là một vụ án gây ra do tư thù. Suy nghĩ kỹ, ông đã ra kế dùng cần vàng câu cá và nói với người nông dân: lưỡi bò bị cắt, con bò đó sẽ chết, ngươi mau về mổ bò bán thịt mà kiếm tiền. Có điều là nhà ngươi cứ yên tâm mà làm, không được nói cho ai biết chuyện bản huyện bảo ngươi giết bò, vụ án sẽ được làm sáng tỏ. Người nông dân nọ nghe vậy sợ quá nói: Bao đại nhân, dù bò không có lưỡi nhưng bò vẫn chưa chết, giết bò là phạm pháp đấy ạ. Bao Trưởng đáp: bản huyện sẽ đảm bảo cho nhà ngươi. Quả nhiên, phạm nhân thấy kẻ thù của mình mổ bò, lập tức cho rằng thời cơ đã đến, liền chạy đến huyện nha tố cáo. Bao Trường khi đó mới thăng đường xét xử. Trước mặt kẻ tố cáo, ông quát lớn: điêu dân to gan, tại sao lại cắt lưỡi bò, dù lại đến đây tố cáo họ giết bò. Người ác độc như vậy, sao còn chưa thành khẩn khai báo? Tội phạm vừa nghe thấy, cho rằng sự việc đã bại lộ, đành cúi đầu nhận tội. Thứ hai là vụ án Lãnh Thanh mạo danh thái tử. Vụ án liên quan tới hoàng thái tử Lưu Đầy đã trở thành nguồn cảm hứng để các nhà làm phim xây dựng nên giai thoại Lý Miêu Hoán Thái Tử. Trong những năm Tống Nhân Tông cai trị, khắp hồ lớn hẻm nhỏ ở Khai Phong đều xuất mực phồn vinh, đông đúc. Họa phẩm nổi tiếng Thanh Minh Thượng Hà Đồ cũng từng miêu tả cảnh tượng tấp nập ở nơi này. Vào một ngày thuộc năm Hoàng Hữu thứ hai, tức là năm 1050, cả kinh thành bỗng trở nên vô cùng náo nhiệt. Ở đâu cũng bàn tán chuyện hoàng tử lưu lạc trong nhân gian, giờ đi tìm gặp hoàng đế. Theo đó có một thanh niên tên là Lãnh Thanh, tự xưng là hoàng đế, cùng đi với một đạo sĩ ở Lư Sơn tên là Cao Kế An, pháp hiệu là Toàn Hòa Đạo, đến khắp lục độ đòi vào cung để gặp vua, để nhận tông thân. Lãnh Thanh nói rằng mẹ là Vương Thị, vốn là cung nữ trong cung, từng được vua nhân tông thẩm hạnh và ban cho long phụ tú, tức là tấm lụa che bụng lúc ân ái. Lãnh Thanh tướng mạo khôi ngô tấn tú, cử chỉ thắng đạt, ăn nói dõng dạc,
đến ăn nói dõng dạc, đến đâu cũng xứng làm thái tử. Lúc nào cũng có đám đông hiếu kỳ vây quanh, thậm chí là nhiều quan viên thấy phong thái của Lãnh Thanh cũng sinh lòng để sợ, cho là long trùng. Lúc ấy, phủ Doãn Phục Khai Phong là Tiểu Minh Giật đã nghe chuyện này, bèn cho quân ra bắt về phủ rồi xét hỏi. Nhưng khi vào công trường, Lãnh Thanh vẫn nổ quát lớn: người dám thẩm vấn hoàng thái tử đương triều, quả thật to gan. Vì quan kia nhất thời bị lời nói này làm cho kinh hãi, không biết nên phải làm sao. Nhưng sau đó ông nhớ ra chuyện hoàng đế không có con trai, vì thế lấy lại bình tĩnh mà thẩm vấn: người có gì để chứng minh là hoàng thái tử? Lãnh Thanh kể lại cho quan viên việc mẹ mình từng là cung nữ hầu hạ bên người hoàng đế, sau khi được nhà vua sủng hạnh đã may mắn mang bầu. Nhưng không lâu sau, hoàng cung xảy ra hỏa hoạn, người phụ nữ ấy phải xuất cung. Sau đó về quê nhà, sinh hạ ra là con trai mình. Đến ngày Lãnh Thanh trưởng thành, mẹ mới nói ra chân tướng để con trai và phụ hoàng gặp nhau. Quan viên nghe xong lại nói: bệ ngươi có chứng cứ gì? Lúc này, Lãnh Thanh để cho toàn đại lộ lấy ra long phụng tú, tức là tấm lụa che bụng luôn ái, vừa được vua Nhân Tông ban cho mẹ mình sau khi sủng hạnh. Vị quan kia nhìn thấy vật này, cảm thấy bán tín bán nghi mà nói rằng: chỉ là dựa vào một chứng cứ này vẫn chưa đủ để chứng minh ngươi là hoàng thái tử. Sau khi thẩm vấn thêm, Tiền Minh Giật kêu uy, bất giác cũng đứng lên thi lễ. Sau đó ông liền phái người lên tấu Tống Nhân Tông. Lúc biết chuyện, Tống Nhân Tông ngạc nhiên tới mức ngã ra khỏi long ỷ. Hoàng thái tử vốn là người đàn ông ước ao, nay lại có một người con trai tự động tìm đến cửa. Bấy giờ đại thần bên cạnh tôi đang vội vàng đỡ nhà vua, đồng thời cũng can giáng hoàng đế triều đại cặn kẽ, bởi vì điều này có liên quan tới Giang Sơn xã tắc. Nhân Tông thấy có lý, liền hạ lệnh yêu cầu quan viên phủ Khai Phong tiếp tục điều tra. Nhưng trải qua nhiều lần thẩm vấn, sự việc vẫn chưa có kết quả. Cuối cùng, vị quan kia đành phải làm người thưa với hoàng đế rằng mình không đủ sức thủ lý vụ việc ấy. Lúc đó, sau khi suy xét, Tống Nhân Tông truyền chỉ vụ án này cho quan trưởng quan Trị Gián Viện là Bao Trừng cùng Hàn Lâm học sĩ Triệu Khái nhanh chóng điều tra. Sau khi tiếp nhận thủ lý vụ việc, Bao Trừng lập tức cho thân tín giả làm hiệu khách đến tiếp cận Lãnh Thanh, rồi mới đến tỉ khoán tỏ lòng ngưỡng mộ, dần dần phục rượu cho say để dò hỏi thân thế. Bao Trừng về đến quê nhà Lãnh Thanh thăm hỏi những người hàng xóm để xác định nhân thân, rồi dừng lại chân dung sự việc này. Đúng như Lãnh Thanh đã nói, mẹ y là Vương Thị, vốn là cung nữ, nhập cung năm Thiên Thánh Nguyên Thiên. 3 năm sau thì xuất cung, sau đó kết hôn với một người bán thuốc tên là Lãnh Tự, sinh ra đứa con gái tên là Lãnh Diêm, sinh con trai tiếp theo là Lãnh Thanh. Bao Trừng thẩm vấn Vương Thị mới biết Lãnh Thanh từ nhỏ đã không chịu học hành, ăn chơi lêu lồng, lớn lên không biết nghề nghiệp, chẳng biết đi phiêu du nơi nào. Hỏi về tấm long phụng vô ban, Vương Thị tìm không thấy. Lãnh Thanh là đứa chẳng có học hành, sao có thể nghĩ đến chuyện mạo xưng thái tử là tội khi quân? Chắc chắn phía sau có kẻ giật dây, bèn bí mật điều tra đạo sĩ Toàn Hà Đạo, kẻ luôn đi cùng Lãnh Thanh. Sau khi đã lập ra thế phá án, Bao Trừng cho bắt hai thầy trò Lãnh Thanh tách riêng ra để thẩm vấn. Khi gặp Bao Trừng, Lãnh Thanh vẫn dõng dạc tự xưng mình là hoàng tử. Bao Trừng tiếp tục truy vấn, Lãnh Thanh khiếp uy đành cúi đầu nhận tội và đã nghe theo lời của Cao Kế An. Thì ra là Lãnh Thanh lang thang đến Lư Sơn, Cao Kế An thấy y dáng vẻ sang lại trong tay có tấm lụa long phụng tú, nhà vua lại đang khao khát có con nối dõi, bèn nghĩ ngay đến trò bịp giả làm hoàng tử. Nếu sự việc trót lọt, Lãnh Thanh sẽ được vua Nhân Tông nhận trở thành thái tử rồi kế vị hoàng đế, thì Cao Kế An chắc chắn sẽ nhất định là đại thần trong triều. Từ đó Cao Kế An huấn luyện cho Lãnh Thanh cách đi đứng ăn nói thật giống với bậc vương giả, ngày ngày đều tập diễn luyện đóng vai hoàng tử cho thuần thục. Lại dặn dò Lãnh Thanh nếu vạn nhất chuyện không thành thì cứ giả dạng điên cuồng là xong. Không ngờ gặp phải Bao Trưởng quá cao tay, đã sớm lật tẩy màn kịch. Chân tướng vụ án đã rõ, Bao Trưởng tấu lên vua Nhân Tông, Lãnh Thanh và Cao Kế An bị tội chém, còn tri phủ Khai Phong là Tiền Minh Giật bị giáng làm tri phủ Soái Châu. Quý vị thân mến, từ những kỳ án trong lịch sử đó mà tiếng tăm của Bao Thanh Thiên được lưu truyền rộng rãi, ngay cả trong các bộ phim truyền hình về Bao Công ngày nay, tình tiết ly kỳ của vụ án vẫn được sử dụng để tạo nên những thước phim hấp dẫn. Còn quý vị nghĩ sao về cách xử án của vị quan Thanh Liêm này? Hãy để lại bình luận bên dưới cho chúng tôi cùng biết nhé! Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị!